tôi là Hờ Thắng Kaper, hiện tại đang công tác tại Bảo tàng của Làng Cà phê Trung Nguyên. Là một trong những nơi lưu trữ rất nhiều cổ vật mang giá trị tinh thần về cà phê, tinh thần quốc gia và tinh thần cộng đồng. Tôi ở đây với trách nhiệm là truyền thông điệp cà phê, mà cà phê ở đây là một trong những ngôn ngữ vô cùng quý giá của tập đoàn Trung Nguyên mang lại cho chúng ta. Nơi đây là nơi hội tụ những người yêu và đam mê cà phê trong nước và trên toàn thế giới, và đó cũng là một tầm sứ mạng vững chắc, vững bền nhất của tập đoàn Trung Nguyên. Tôi ở đây với niềm vui là mang giá trị tinh thần, giá trị cốt lõi về cà phê cho tất cả giới trẻ Việt Nam nói chung và bạn bè thế giới nói riêng. Tôi ở đây tại vùng đất Buôn Ma Thuột này là để phụng sự cho Trung Nguyên, phụng sự cho tất cả mọi người yêu và đam mê cà phê.